Mafia gốc Việt thống trị thế giới ngầm Trung Âu. Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng. Băng đảng người Việt làm chủ 60% thị trường hàng cấm ở Cộng hòa Séc, thậm chí với đá tỷ lệ này lên tới 80%. Hiện tại họ được cho là đã đủ năng lực phân phối toàn châu Âu. Quán pizza của bà Nguyễn Kim Thu nằm ở khu Lý ở Hà Nội, thuộc ngoại ô Praha, cách xa những con phố lát sỏi đẹp cổ kính ở trung tâm thủ đô Cộng hòa Séc. Cửa hàng ban đầu mở ra để phục vụ thực khách bản địa Họ phải mất 45 phút để đi từ trung tâm đến khu vực có đông kiều bào Việt Nam này 15 năm trước, bà Thu cùng gia đình đến định cư ở Praha Bà nói mặc dù cảm thấy lạc lõng nơi xứ người Đó vẫn là quãng thời gian hạnh phúc Hiện nay hầu hết khách hàng đến quán bà đều là người Việt Họ là chủ của những cửa hàng khác ở khu Lít ở Hà Nội Thế nhưng cuộc sống của bà Thu gặp nhiều trở ngại trong những năm gần đây Bởi chính cộng đồng người Việt Nam Cộng hòa Séc vốn được biết đến là thủ phủ hàng cấm của Trung Âu và những băng nhóm gốc Việt đang thống trị thị trường này. Thống trị thủ phủ Trung Âu. Theo ước tính của cục phòng chống hàng cấm quốc gia Séc, các nhóm tội phạm có tổ chức do người Việt cầm đầu chịu trách nhiệm cho ít nhất 60% khối lượng hàng cấm giao dịch ở Séc. Thậm chí nếu tính riêng đá, tỷ lệ này có thể lên đến 80%. Dữ liệu của cục này cũng cho biết năm 2015 Khối lượng đá sản xuất ra tại Séc là 107.363 kg, tăng gần 30 lần so với 3.600 kg vào năm 2009. Theo trung tâm giám sát chất cấm và nghiện của EU, Cộng hòa Séc hiện cung cấp phần lớn lượng đá ở châu Âu. Đá đã xuất hiện từ lâu. Việc sản xuất, mua bán loại hàng cấm này có gốc rễ sâu xa từ trước. Thế nhưng tình hình thời đó hoàn toàn không thể so sánh với bây giờ, khi mà các băng nhóm người Việt đang ngày càng lớn mạnh. Thomas Kubik, Phó Giám đốc Bộ phận Cảnh sát Hình sự và Dịch vụ Điều tra của Cục Phòng chống Hàng cấm Quốc gia Séc, nói với Nikkei Asia Review, theo ông Kubik, hoạt động của các băng nhóm người Việt là lý do chính biến Cộng hòa Séc thành nguồn cung cấp cần chủ yếu cho các nước láng giềng như Đức và Áo. Thậm chí đá của Séc với độ tinh khiết cao cũng có mặt ở những đất nước xa xôi như Mỹ và Australia. Với mặt hàng cần trồng ở Séc Họ là những nhà sản xuất và xuất khẩu lớn nhất. Họ thống trị thị trường. Ông Kubik nói về giới mafia gốc Việt. Ông cũng cho biết khoảng 2 phần 3 lượng hàng sản xuất ra được đưa đến các nước xung quanh. Theo một báo cáo mật của Bộ Nội vụ Séc, những nhóm tội phạm gốc Việt cũng được cho là ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động phi pháp khác, bao gồm trốn thuế và giả mạo giấy tờ với giá trị lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Các nhóm tội phạm người Việt thống trị giới tội phạm châu Á ở Séc Họ rất vững mạnh và có những trung tâm quyền lực lãnh đạo bởi những ông trùm khét tiếng. Hãng thông tấn nhà nước Seca Tiskova Kassela trích dẫn báo cáo trên. Từ dây dép nhái đến hàng cấm. Người Việt Nam đến Séc khi nước này còn là một nửa của tiệp khắc. Năm 1993, tách thành Cộng hòa Séc và Slovakia. Sau khi Liên Xô và khối Đông Âu tàn giã, nhiều người lựa chọn ở lại thay vì trở về Việt Nam hình thành nên cộng đồng dân tộc thiểu số lớn nhất tại Séc. Họ bắt đầu mở các cửa hàng bán buồn lẫn bán lẻ. Điều phối viên chương trình phòng chống hàng cấm quốc gia Séc, Zindrik Voboril cho biết, đầu những năm 2000, rất nhiều người Việt kinh doanh trái phép nước hoa và giày dép nhái nhảy sang một địa hạt mới là thị trường chợ đen với các mặt hàng cấm. Tôi nghĩ cũng chính nhóm người đó đã chuyển sang sản xuất các loại hàng cấm khác, đặc biệt là đá. Loại hàng cấm này đang mốt trên toàn châu Á và bắt đầu lan rộng toàn cầu, ông Vobriu nói. Sự lớn mạnh của các băng nhóm người Việt ở Cộng hòa Séc diễn ra cùng lúc với sự gia tăng hiện diện của Trung Quốc tại khu vực. Năm 2010, Trung Quốc cùng 16 nước thuộc khối liên xô cũ đã thiết lập cơ chế 16 cộng 1 nhằm tăng cường quan hệ giữa Bắc Kinh và khu vực Trung, Đông Âu. Các hoạt động kinh tế sôi nổi khiến nhu cầu về hàng cấm tại khu vực tăng lên nhanh chóng theo báo cáo của MCDDA năm nay, các nhóm tội phạm có tổ chức người Việt đã đủ năng lực xây dựng mạng lưới phân phối trên toàn châu Âu. Báo cáo nêu, không chỉ thống trị thị trường ở Séc, họ còn can dự vào hoạt động buôn bán và phân phối đá ở một số nước EU, đồng thời tiến hành các hoạt động phạm pháp khác, bao gồm sản xuất cần, tổ chức nhập cư trái phép và buôn người. Nỗ lực thay đổi định kiến. Gia đình bà Thu sống gần trung tâm thương mại Sapa một trong những khu chợ châu Á lớn nhất ở châu Âu, với diện tích khoảng 250.000 m2. Trong những năm 1980, rất đông người Việt đến xét định cư. Hiện tại đây là cộng đồng Việt kiều lớn thứ ba châu Âu với khoảng gần 57.000 người. Trong con mắt của cư dân bản xứ, mối liên hệ giữa cộng đồng người Việt và các băng đảng tội phạm không dễ dàng biến mất, mặc dù thực tế rất nhiều người Việt đang kinh doanh hợp pháp. Chuyện đó thường xuyên xảy ra, nhất là khi đi siêu thị. Họ nghĩ họ tức là người xét bản địa, cảm thấy khó chịu khi chúng tôi chọn mua thứ gì đó. Bà Thu nói, họ không nói lời nào với chúng tôi. Con trai 16 tuổi của bà Thu kể, cậu cũng trở thành mục tiêu của sự chú ý tại trường. Thỉnh thoảng bọn chúng đùa và nói mấy câu kiểu như ê mày, có cỏ cho tao hút không, cậu nói. Nhằm thay đổi định kiến của người dân bản xứ về cộng đồng người Việt tại Séc, các tổ chức kiều bào ở đây đã hợp tác với chính phủ triển khai chiến dịch Stop Drug, ngăn chặn hàng cấm. Mục tiêu của chiến dịch là giúp cộng đồng người Việt chủ động hơn trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm hàng cấm bằng cách tạo ra các địa chỉ để họ trình báo các hoạt động phi pháp. Tuy vậy, theo ông Markel Winter, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Xét Việt Nam, hình ảnh người Việt đối với người bản xứ vẫn chưa được cải thiện rõ. Trong khi đó, báo chí liên tục khai thác về chủ đề này khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Vấn nạn hàng cấm chỉ liên quan đến vài chục tội phạm người Việt, Winters nói. Còn lại Việt Kiều ở đây sống, làm việc, học tập, tuân thủ pháp luật. Họ hoàn toàn không dính dáng đến hoạt động sản xuất hay buôn bán hàng cấm. Thực tế còn lên án việc đó. Người Việt vẫn nhập cư trái phép vào châu Âu. Người Việt nhập cư trái phép và những vườn cần trong nhà từ lâu đã không còn xa lạ với cảnh sát và nhân dân Cộng hòa Séc, Ba Lan, Đức. Tuy nhiên trong 2 năm trở lại đây, các băng nhóm tội phạm hàng cấm gốc Việt lại bắt đầu chuyển địa bàn sang một số nước châu Âu khác như Pháp, Vương quốc Anh. Dù bị cảnh sát những nước này truy quét giáo diết, nhưng có một điều lạ là trong rất nhiều các băng đảng trồng, sản xuất và tiêu thụ cân ở châu Âu, các băng đảng người Việt có một chỗ đứng khá vững. Sở dĩ, sản phẩm cần do tội phạm người Việt chế biến tồn tại được trong thị trường hàng cấm ở châu Âu là vì số cần này có chứa thành phần gây nghiện vượt quá 20%, trong khi vào những năm 60 của thế kỷ trước. Để có được độ mạnh của cần như vậy, các băng nhóm tội phạm người Việt đã có khá nhiều năm nghiên cứu làm biến đổi rèn giống cần. Tội phạm người Việt cũng đã nghiên cứu thành công phương pháp rút ngắn thời gian sinh trưởng của cần. Theo đó, chỉ cần 8 đến 10 tuần là có thể thu hoạch được một lứa, một năm có thể thu hoạch 5 đến 6 vụ. Do sản lượng cần thu được trong mỗi vụ rất cao, nên tội phạm gốc Việt thường bán hàng với giá rẻ hơn nhiều so với giá của các băng đảng tội phạm khác ở châu Âu. Bên cạnh đó, cần của người Việt thường được trồng trong một chu trình khép kín, nghiêm ngặt nên ít bị phát hiện hơn các băng nhóm bản địa. Trước tiên, để có được địa điểm trông cần thích hợp, họ đội lốt là đại diện cho một công ty châu Á lớn nào đó, rồi thông qua các hãng môi giới bất động sản tìm diện tích thuê ưng ý, thường là những khu đất, nhà ở vùng ven thành phố, ít bị để ý và có tính bất ngờ. Khi đã thuê xong, ngay lập tức tòa nhà thuê được cải tạo thành vườn cần với hệ thống sưởi đặc biệt, hệ thống tưới cây tự động, quạt gió, hệ thống camera quan sát, hệ thống tường cách nhiệt và chất kích thích tăng trưởng. Sau đó nhà nông mới được đưa đến để trồng vườn. Thường có hai người trông coi một vườn, với đa số họ được các băng nhóm tội phạm tổ chức cho nhập cư trái phép vào châu Âu. Những người này chỉ có trách nhiệm trông coi vườn, làm một số việc được giao, không được ra ngoài và tất cả đều không biết gì về thứ cây nông nghiệp họ đang chăm sóc. Vì cứ sau một thời gian ngắn là những băng nhóm này lại đổi người coi vườn một lần. Khi cần đến lúc thu hoạch, thì sẽ xuất hiện một nhóm tội phạm khác đến thu gom và chuyển sang các nước phương Tây tiêu thụ. Một nguyên nhân khác giúp những băng nhóm này trụ được ở thị trường hàng cấm châu Âu chính là nhờ cách cư xử khá biết điều của chúng với các băng nhóm bản địa. Tội phạm gốc Việt mỗi năm sản xuất khoảng vài tấn cần, nhưng chúng không bao giờ bán sản phẩm ở đất nước chúng trồng. Toàn bộ sản phẩm cần sau khi thu hoạch sẽ được chuyển ra nước ngoài và từ đó mới phân phát đi các nơi khác tiêu thụ. Nước đầu tiên phát hiện những vườn cần của người Việt ở châu Âu có lẽ là Cộng hòa Séc. Tại Séc, tội phạm người Việt đã thiết lập một mạng lưới trồng cần gốc Ấn Độ rất hiệu quả. Chỉ trong năm 2009, đã có đến 100 vườn cần bí mật được phát hiện. Sau đó do bị cảnh sát truy lùng liên tục nên chúng bắt đầu chuyển từ Séc sang Ba Lan, Hungary. Những vườn cần của người Việt bắt đầu xuất hiện ở Anh từ đầu những năm 2000 với các công nghệ canh tác hiện đại hơn trước. Có lẽ cũng vì thế mà tình trạng trồng, chế biến và tiêu thụ cần của tội phạm gốc Việt ở nước này được giới chức trách đánh giá là phát triển nhanh và mạnh hơn so với các địa bàn trước đó. Đáng lo ngại hơn, thực trạng tội phạm hàng cấm gốc Việt tại Anh lại là nguyên nhân kéo theo sự gia tăng chóng mặt của làn sóng nhập cư lậu đến từ Việt Nam. Còn theo nhận định của Văn phòng Điều tra Trung ương Ba Lan, tệ nạn trồng, chế biến cần của các băng nhóm tội phạm gốc Việt bắt đầu xuất hiện ở quốc gia này khoảng hơn 2 năm nay. Trong quá thời gian này, cơ quan này đã tấn công triệt phá 62 địa điểm trồng cần quy mô lớn với những trang thiết bị hiện đại, trong đó có gần 50 vườn do người Việt đầu tư cai quản. Bị truy quét mạnh ở các nước đồng ngầu, các băng đảng trồng cần người Việt đang dần chuyển địa bàn sang Tây Âu, đặc biệt là Anh và Pháp. Hiện nay, việc trồng cần của các băng nhóm tội phạm đang có xu hướng phát triển thành quy mô công nghiệp hóa, như một bệnh dịch khó kiểm soát, bị dập ở nơi này thì lại bùng phát ở nơi khác. Vì thế các băng đảng trồng cần và những người Việt nhập cư bất hợp pháp đang nằm trong tầm ngắm của cả châu Âu. Cuối video là chuyên mục dành cho quý vị yêu thích tranh. Chúng tôi vừa mở một shop bán tranh theo yêu cầu với tất cả thể loại, người, cảnh, vật. Với hai dòng tranh cao cấp là tranh tráng gương và tranh lụa. Tranh có thể lau chùi thoải mái, chống nước, chống xước và khó phai màu theo thời gian. Độ bền tối thiểu 10 đến 15 năm. Quý vị có nhu cầu để co phòng ngủ hay góc làm việc và trang trí của mình thì hãy inbox ngay vào fanpage Shop Tranh OV để đặt hàng. Link chúng tôi sẽ ghim ở phần mô tả. Hãy mua tranh để ủng hộ OV Đại Bàng. Trên đây là thông tin về mafia gốc Việt thống trị thế giới ngầm Trung Âu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị xin chào và hẹn gặp lại